Việc xây dựng dự án luật đảm bảo an toàn giao thông đường bộ là cần thiết trên cơ sở tách ra từ luật giao thông đường bộ. Tuy còn một số điểm khác nhau, nhưng luật nên quy định mang tính nguyên tắc và đồng bộ với các luật khác, đảm bảo làm lợi cho dân, làm cho xã hội phát triển tốt thì tiến hành. Cơ bản cũng không có vấn đề gì khác nhau lớn, và chúng ta đều thực hiện cái nguyên tắc là làm cái gì là lợi cho dân. Có thể làm gì xã hội phát triển tốt thì chúng ta nên tiến hành, không có quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước, của xã hội. Thì chúng ta đang nói về cái chương trình xây dựng luật pháp lệnh mà anh Thành phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đã nêu đấy, thì tôi đề nghị là cái này đã có chủ trương, thì tôi đề nghị là các đồng chí tạo điều kiện để luật này được thường vụ quốc hội thông qua sớm. Về quản lý hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, tổ chức thực thi nên thuộc phạm vi điều chỉnh của luật giao thông đường bộ sửa đổi là hợp lý, trừ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Về nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thiện hơn, bảo đảm tính bao quát, toàn diện, thống nhất, không chồng chéo, trùng lắp với lĩnh vực giao thông đường bộ đã được quy định trong luật giao thông đường bộ. Cần quy định cụ thể rõ ràng hơn về phân quyền chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục làm rõ các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong các luật khác như Bộ luật Hàng hải, luật đường sắt, luật giao thông đường thủy nội địa, luật hàng không dân dụng để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Còn hôm nay chúng ta mới thảo luận cái luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chính phủ thống nhất thông qua dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an trình trên cơ sở tiếp thu ý kiến lãnh đạo chính phủ và các thành viên chính phủ của các cơ quan có chức năng. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.